Đi bên cây, đi bên củng. Không bao giờ okay. Và anh Lâm đấy. Đây với hai cái tay đây à? Cường, cảm ơn đại gia đình nhà mình đã bấm tay. Và đại gia đình nhà Chu Phương. Đúng rồi. Đúng không? Đấy. Gần giống đấy bạn ạ. Ok. Mắt đậm hơi xíu rồi. Dài ra một xíu à. Đấy, Linh làm giống đấy Đạt ạ. Đạt nhìn Linh nhở. Ok, được rồi. Ok.